Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn cùng theo dõi nhé. Nóng nhất mạng xã hội ngày 25 tháng 12 chính là bức ảnh An Nguy khoe bụng bầu bên cạnh là người bạn đồng giới Alexander Nguyễn. Hình ảnh này khiến dân tình bất ngờ vì trước đó cả hai hoàn toàn không có động thái gì trên mạng xã hội. Nhiều fan ngay lập tức đã vào chúc mừng bà bầu An Nguy và Alex sắp lên chức phụ huynh. Mới đây, trên trang cá nhân, An Nguy đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi tung ảnh bụng bầu lớn bên người yêu Alex, thông báo chuyện có thai trên trang cá nhân. Cô nàng viết, may mà chưa hết trứng, chúc mọi người một Giáng sinh an lành. Sau scandal tình cảm ầm ĩ với Kiều Minh Tuấn, An Nguy đã về Mỹ tiếp tục việc học hành và thỉnh thoảng mới chia sẻ một vài hình ảnh lên mạng xã hội. Trước đó, An Nguy từng dính tin đồn hẹn hò đồng giới với một cô nàng có tên Alex. Trong tâm bão scandal, Alex cũng có động thái viết story úp mở khiến dân tình vô cùng tò mò. Kể từ đó đến nay, cặp đôi rất hiếm khi đăng tải hình ảnh về nhau lên mạng xã hội, do đó thông tin này đã khiến rất nhiều người vô cùng vui mừng. Sau những sóng gió, Alex và An Nguy đã chính thức có con chung, thông báo tin vui trên Instagram. Không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cho cô nàng An Nguy mẹ tròn con vuông, cùng Alex có một gia đình thật hạnh phúc nhé. No, no.